마. Ôi, sao nó không ăn nhỉ? À, nó ở trong pháp bảo kia thì ăn kiểu gì? Con thần thú của tôi sẽ nó kén ăn thật đấy. Nó phải viên viên hành đâu. Này tôi đi, sao tao không ăn viên viên cay đi? Tớ còn được xin miếng, tao không thích viên này đâu. Tôi đi. Biết rồi, thôi anh chung với mẹ lôi đi chơi rồi. Mình đã bảo đây là thần thú chứ không phải chó bình thường đi mà. Rất là đủ mạnh. Thêm được. Mình thật đấy. Nhìn tư sáng giờ không có mặt anh Dung đâu. Anh Dung. À, mình có thân với chị Lâm mà. Anh Dung. Bé hát tiêu đấy. Gọi cái gì ấy nhỉ? Ta có chuyện gì vậy? Anh làm cái gì? Anh ở đâu? Mà em gọi khan là cô anh mới đến thế. Con bé này hay thật đấy. Anh đi luyện tập võ công. Luyện tập võ công? Có mà anh lôi tôi đi chơi được đó ấy. Tôi đi của em đâu rồi? Ừ, nó ở nhà chứ nó ở đâu? Ta mang nó đi làm gì? Em đã nói anh bao nhiêu lần rồi. Đấy là thần thú của thần thú, chứ không phải con thú bình thường. Mà suốt ngày anh dắt nó trong buổi ngoài đường. Con bé này, từ lúc anh biết là con thần thú ấy, là anh không dám nuôi ra ngoài đường. Nhưng mày, con cắn này thì sao? Anh có lôi đi đâu? Ừ, thấy. Anh không lôi đi thích gì đó đâu. Ở nhà em thấy cũng mỗi con thú thần thú thôi. Ô, con bé này hay nhỉ. Không thấy Tu Chi đâu. Em phải hỏi bản thân mình chứ. Em ở nhà với nó. Nói đâu em không biết. Em hỏi anh. Anh hỏi ai? Sao lại thế được? Em mới vào nhà con một tí đã biến mất rồi. Chết. Hay là có ai bắt? Có thể. Mà tên trộm chó này là tên trộm không phải bình thường. Tại vì đây là thần thú mà. À, ở đây chỉ có mỗi phù thủy thôi. Đúng rồi, chỉ có bà ta thôi. Anh ơi, hay là chúng ta đến đấy để đòi lại thần thú đi. Chứ không sư phụ còn biết á, sư phụ đấy em chết. Ừ hay, thế là việc của mày, việc của anh đâu mà anh phải đi. Ô, anh là anh trai của em, điều gì anh cũng bị nhân lụy như xem. Anh có đi không? Đi, đưa đây. Đây, đây. Em đi đây. Ủa anh, bim bim ngon như thế này mà bạn không ăn. Bây giờ bạn muốn ăn cái gì? Ủa hay buồn cười ở đây. Tớ hỏi cậu lại quay mặt đi. Liêu, chạy. Tớ ăn vậy. Ủa, Na Cha, có người lại đây làm gì? Ngươi còn hỏi à? Mau trả thần thú cho ta, mau lên. Tại sao bọn chúng lại biết mình ăn trộm thần thú nhỉ? Thần thú gì? Ta không biết thần thú nào hết, ta không lấy. Ngươi đừng đồng chối. Thần thú của ta mất trên địa bàn của ngươi. Không ngươi lấy thì ai lấy? Đúng rồi đấy. Các ngươi đừng có mà khuyên của ta. Nếu mà ta lấy thì nó phải ở đây chứ. Nhưng mà không ai thấy đâu. Đâu? Có đâu? Ta không có nhiều đâu. Mình cũng trả không. Ta đã bảo là ta không lấy rồi. Ngươi... Vì bà đừng ngoan cố, mau trả thần thú cho ta. Người ta bảo là ta không lấy rồi. Cô thị kia đã bắt thần thú của em gái ta. Đánh gái ta à? Không tha cho người đâu. Yeah. Gong.
Ngư nói không, mà cứu em gái tới đâu. Ta đã bảo rồi, ta không lấy. Nhưng có khả năng, gái điện tử của ta lấy. Để ta gọi hắn về. Người đâu? Nhanh lên, ta không nhường thời gian cho ngươi đâu. Ma Lực, Ma Lực đâu rồi? Ma Lực. Duyên, Duyên của em ạ. Chú Duyên là cha. Ma Lực, ngươi có thật giật mình đúng không? Có thật thú của ta đâu? Có đưa đây. Chú Duyên ơi, em bắt trộm được rất nhiều thần thú, không biết bọn nó đời con nào Duyên. Ta làm sao mà biết được? Thôi, cứ đưa lại cho nó một con đi. Không biết đưa con nào chúng nó bây giờ nhỉ? Nhanh lên! Nhanh! Ta thì ta không nhớ là con nào của các ngươi. Đấy, tất cả đấy. Nên xem con nào của các ngươi thì tự đi mà lấy. Nhưng mà đây là tất cả thần thú mà thiên đình đã mất. Mà được, ngươi còn giấu con nào nữa không? Không không không, đây là tất cả rồi, không còn con nào nữa. Anh Trung ơi, bây giờ em lại nghĩ chắc không phải bọn chúng bắt đâu. Bởi vì Tư Ti không phải ai, Tư Ti cũng theo. Vậy là cái nào nhỉ? Thế thì không có thần thú các người cần, ta thu lại nhá. Sao đây? Đâu dù ở đây không có thần thú của ta, nhưng đây là tất cả thần thú mọi người đã trộm trên đỉnh. Bây giờ ta bị thu. Anh này, thần thú của ta. Ma Lực, tại sao ngươi lại bỏ hết thần thú ra chứ? Em biết đâu, em cũng tiếc lắm chứ. Nhưng mà bây giờ không đưa chúng nó, chúng nó đánh với hai đứa mình, không còn manh ra. Tất cả là tại ngươi. Người người chỉ có tốn cơm tốn gạo thôi. Thật, đứa mình giận á. Tại chủ nhân non không đánh lại được bọn nó, cho nên chỉ mới lấy mất. Ma Lực này, cứu lại. Ui, thơ thật đấy. Không biết kẻ nào to ha, lại dám bắt thần thú của mình nữa chứ. Ai hốt mà? Ôi, tại gạo nó có chút xích nhỉ? Giờ nào rồi mà anh có chút xích? Ồ, bị hẹn, có thực, nó vừa được tạo. Thì anh mới có lấy năng lượng để đi tìm con Thu Thi cho em chứ. Đúng. Cái gì ấy? Cái gì? Ê, em ăn mấy. Ờ, này, sao chúng mày ăn xúc xích của tao? Mày không ăn thì bọn tao ăn. À, thằng áo, sáng giờ mày có thấy có Tư Ti tao đó. Tư Ti á? Đây. Đâu? Tư Ti đâu? Đây, cái hạt tiêu đã cầm trên tay. Mày làm gì? Cái thuốc thích này á? Tại ngã nhá. Mày biết con Thu Ti nó có thần thú của sư phụ không? Mà mày lại làm Thu Ti thành cái thuốc thích này. À, chúng mày nói gì đấy? Mà thuốc thích chúng mày không ăn nữa, chỉ đưa đây tao ăn cho. Anh, cái gì? Mày còn đòi ăn á? Ngáo. Tao không ngờ mày là một người như vậy. Lấy động vật làm thuốc thích. Mày là tiêu tư tình áo đấy là sư phụ. Anh cầm quá buồn cười thật đấy. Chó nhà mày nó kén ăn lắm nên là ta phải đi mua thứ gì cho nó ăn đấy. Đi bìm thì không ăn, chê cái gì nó cũng chê hết. Vậy có nghĩa là em mua cái xúc xích này về cho Thu Ti ăn và mày là người đang giúp Thu Ti? Ừ đúng. Mà này, bọn mày chê xúc xích thì đưa đây tao ăn cho. Thế mày không ngờ sớm để tao nhổ hết xúc xích đây. Ơi, em định làm gì ấy? Có cái để trêu hai đứa rồi. Ta sẽ cắt ngươi thành nhiều mảnh. Này Hà Tiêu ơi, mày cắt kiểu gì cho anh đẹp trai đi? Rồi, mọi người, đi thôi. Mau đi kiếm ăn đi,
Nhưng mà nhớ, phải kiếm được những thứ ta cần. Đúng rồi đấy. Từ từ, nói chuyện đang hợp nhau thì lại bắt đi. Hạt trời thế chứ nè. Con mèo dễ thương thế. Anh Trung ơi, anh đứng đây chờ anh Thành đi. Em ra kia chơi với con mèo một tí. Mèo à?